Đại Minh Huyết Án tập 165. Lúc bây giờ Mạnh Thiên Sở đang muốn hỏi, chỉ thấy Hiểu Duy đột nhiên quay lưng đi. Hắn biết nàng ta bực mình nên vội bảo Hiểu Nặc đuổi theo. Bản thân tiếp tục hỏi nhà hoàn tên Hồ Điệp kia. Hôm nay, người phát hiện thiếu gia và mỡ cả xảy ra chuyện từ khi nào? Hồ Điệp biến sắc mà đáp. Không phải ta, à, Nô Tì, không phải người đầu tiên phát hiện ra. Mạnh Thiên Sở nói, thế là ai hồ điệp kia đáp tiểu tứ trong phòng ạ à? lý sử nói đúng thế cũng là tiểu tứ tới báo cho nô tài biết mạnh thiên sở nói hồ điệp người tới phòng bợ cả làm gì hồ điệp kia nhìn lý sử lộ ra nét kinh sợ, rồi lập tức trấn định mà nói nô tì đi xem có cứu được mợ cả không ạ à? mạnh thiên sở nói người ở trong phòng bao lâu rồi hồ điệp vội đáp vừa vào đã ra rồi ạ à? mạnh thiên sở biết hồ điệp đang nói dối lúc lý sử vào thì cô ta đã ở trong phòng lý sử đi rồi cô ta còn chưa đi mạnh thiên sở mới nói ai di chuyển thi thể của lý khiêm và phu nhân của hắn lý sử đáp lúc nội tài đi đã thấy như thế rồi ạ à? hồ điệp rũ đầu không nói gì vương dịch nói hồ điệp đại nhân đang hỏi người đấy một lúc đâu sau thì hồ điệp mới nói nô tỳ không biết ạ à? mạnh thiên sở hỏi vậy người còn thấy ai vào phòng không hồ điệp đáp có lẽ tiểu tứ từng tới ạ. À? Mạnh thiên sở nói, lúc người vào, thi thể họ đã từng bị di chuyển chưa? Hồ Điệp đáp, không nhớ được nữa ạ. À? Mạnh thiên sở nghe xong lập tức phẫn nộ, nói dối. Lúc này người bảo người đi xem có cứu được bợ cả không, sao bảo là không nhớ. Chưa bảo đầu mà người đã quên rồi. Nếu người không nói thật, ta sẽ đưa người về nhà môn. Người có biết thế nào là tiền trảm hậu tấu không? Hồ Điệp nghe liền sợ hãi, bị dọa tới mức quỳ xuống vội nói đại nhân, đụng lên đầu tỷ sợ gần chết, thực sự không nhớ được nữa. Mạnh thiên sở cười lạnh, ta thấy người không hề sợ hãi, người đâu, đưa ả à ta đi, ta không tin ả à không nói thật. Hai nhà dịch đi lên, mỗi người bắt lên một cánh tay của hồ điệp, cô ta nói, đại nhân, xin, xin ngài đấy, nô tỷ nói thật, nô tỳ sẽ nói hết mà. Mạnh thiên sở nói, bây giờ ta không muốn nghe nữa, đưa về đã rồi tính sau. Hồ Điệp bị đưa đi, mạnh tiên sở thấy lý sử đổ mồ hôi đầy trán bèn nói lý quản gia, hình như người rất nóng tính hả lý sử vội dùng ống tay áo lau đi mồ hôi cười gượng có thể vì mặc hơi nhiều quần áo thái triều nói e đã không liên quan tới quần áo rồi hôm qua người không nghỉ ngơi tốt nên mới đổ mồ hôi lạnh phải không vương dịch và mấy nha dịch đứng sau cười trộm mạnh tiên sở lạnh đùng nhìn họ tất thảy đều vội ngậm miệng lại ra khỏi hậu viện Mạnh Thiên Sở nói với Lý Sử. Nhà hoàn hầu hạ lão gia thường ngày là ai? Lý Sử đáp là Liên Châu, một con bé thành thực biết điều. Đại nhân muốn gặp không? Mạnh Thiên Sở nói, cô ta và đám hồ điệp cùng giống ở hậu viện à? Lý Sử nói, không ạ, à, vì sức khỏe lão gia không tốt, nên tối cô ấy sẽ ở bên cạnh phòng lão gia để cho dễ bể chăm sóc. Mạnh Thiên Sở nói, gọi tới đây cho ta. Lý Sử cấp rút đi tìm, thay chiều hỏi, đại nhân người liên quan tới vụ án này quá nhiều, sao đi khâm còn chưa có về. Mạnh thiên sở nói, có lẽ sắp về tới nơi rồi đấy. Lời mới buông ra đã thấy một người đàn ông cao lớn, độ 21-22 tuổi đi tới. Cơ thể có vẻ khôi ngô, mặt nhỏ mì dài, miệng rộng, nhanh chân đi tới, lưng hơi gù. Người đó đi tới trước chỗ nhóm của Mạnh thiên sở. Đầu tiên là hành lễ với Thái Chiêu. Chẳng không biết Mạnh thiên sở là ai, nên không nói gì. Thái Chiêu vội bảo, Lý Công Tử, vị này đã bắt phủ tuần án mạnh thiên sở, mạnh đại nhân. Lý Hầm nghe xong, đầu tiên đã kinh ngạc, sau đó vội khom mình hành lễ, khiêm tốn nói. Mạnh đại nhân đừng trách, thảo dân vụng mắt, đã đắc tội nhưng vẫn mong được bỏ qua. Mạnh thiên sở mỉm cười khoát tay, Lý công tử khách khí rồi. Mạnh thiên sở thấy con mắt gian xào nhìn chằm chằm người sau lưng, không cần nghĩ, chắc chắn hắn đang nhìn huynh tuyết. Mạnh thiên sở cười, Lý công tử đi gặp Lý lão gia và anh trai chị giàu cháu trai chưa? Lý Hầm thu mắt lại, nhất thời ủ rũ, nước mặt chảy xuống, gật gật đầu. Mạnh thiên sưởng kỹ bụng, tên háo sắc này mới nhìn mỹ nữ, sao lại đã đau thương rồi, xem ra diễn kịch cũng giỏi lắm. Lý Hầm nói, mong hai vị đại nhân mau chóng tìm ra hung thủ báo thù cho người nhà Thảo Dân. Thảo Dân nhất định cảm kích không dừng. Thay Triệu vội nói, Lý Công Tử đừng khách sáo, đây vốn là trách nhiệm của chúng ta, nên vì dân trừ hại. Lý Công Tử không cần phải khách khí, Lý Hầm thở dài lòng nước mắt. Hãy già, ta mới ra ngoài có một đêm, về đã thấy như vậy, thật là. Nói xong, lại đau lòng đến bật khóc. Mạnh tiên sở nói, Lý Công Tử mong người bớt đau buồn. Lý Hầm gật đầu, Mạnh thiên sở nói, Lý Công Tử có biết gần đây lệnh huynh có kết oán cửu với ai không, hoặc là từng đắc tội với ai không? Lý Hầm nghĩ ngợi đột nhiên nói, có, chính là Tống Hà. Mạnh tiên sở nói, Tống Hà là ai? Thầy trưởng đương bền đáp, tống hà này có chút lai lịch ở hàng châu nhà họ tống nối đời buôn bán tổ tiên từng đập nghiệp bằng tờ lụa sau đó tới đời cha tống hà thì bắt đầu kinh doanh tiền trăng và tiêu cục tới đời tống hà thì chỉ có một nam đình đã hắn trong nhà trừ gia nghiệp của tổ tiên để lại còn kinh doanh đồ ngọc và tửu đâu danh tiếng không nhỏ ở hàng châu lý hầm khinh thưởng nói có gì hơn người đâu cũng chẳng phải công lao của hắn chẳng phải nhờ người chị gái giỏi giang kia cái cô gái già cả đời không ai lấy đấy chứ. Thay chiều thầy đi hầm mất hứng cũng nói. Lý công tử nói phải. Tự ra Tông Hà chỉ là một chủ nhân biết ăn trời trác táng. Trong nhà có một chị và em gái. Chị gái là Tống Ngọc. Năm nay gần 30 vẫn không chịu lấy chồng. Mấy nhà cầu thân đã đạp gãy cả cửa rồi. Tông Ngọc cũng không chịu. ầy già, có thể vì không yên tâm giao gia nghiệp lớn như vậy cho đứa em không ra gì của mình. Mạnh thiên sở lại nói, vì sao Lý Công Tử nghi ngờ Tống Hà. Lý ngầm kể hết chuyện cái đêm hôm nọ cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nghe xong, cảm thấy Tống Hà cũng đáng ngờ, nên mới bảo Vương dịch sai người tới nhà họ Tống xem sao. Lý Hầm nói, Mạnh Đại Nhân báo cho cha nuôi ta chưa? Mạnh Thiên Sở thấy biểu hiện của Lý Hầm hơi kiều ngạo, bèn mỉm cười nói, Lý Công Tử muốn nói tới ai? Thay chiều tất nhiên không dám mở miệng, bởi hắn đã nói với Mạnh Thiên Sở rồi, nhưng nay Mạnh Thiên Sở vẫn hỏi đến, nên bản thân của hắn không cần phải làm rõ thêm lần nữa. Lý Hầm nói, sao nào, mạnh đại nhân còn không biết trà đuổi của ta là ai sao? Mạnh thiên sở cười lắc đầu. Lý Hầm đồng muốn mở miệng nói, lúc này người hầu vội vàng chạy vào nói, nhị lão ra, không hay rồi. Lý Hầm cò mày, lại sao nữa? Người hầu đáp, Diệp tử uống thuốc độc trong phòng rồi. Mạnh thiên sở nghe xong, mau dẫn ta đi. Lý Hầm bảo, đại nhân, chẳng qua là một nha hoàn, không phải lo, mọi dùng Huynh Tuyết giận dữ. Anh à, nói kiểu gì thế? Nhà hoàn thì không phải là người à? Thiên sợ, chúng ta mau mau đi xem thử. Đi hầm tên mỹ nhân sau đường mạnh thiên sợ mở đời, mới vội nói. Đúng đúng, chúng ta mau mau đi xem xem. Mọi người tức tốc tới bên một cái giếng ở hậu viện, chỉ thấy mấy nhà hoàn đang quay lại. Lý sự cào giọng tránh ra tránh ra, nhìn tiêu gia và hai đại nhân tới rồi. cả người mau tránh ra để cho các đại nhân xem thử, xem có chuyện gì nào cả đám nha hoàn nghe xong đứng gọn ra lấy lối thêm một nha hoàn đang ngồi xổm đổ nước vào miệng nữ tử đang nằm ngửa mạnh thiên sở mới bước nhanh về phía trước mà nhìn tay hai mắt người kia nhắm nghiền mặt mày xanh nét như bị ngất mạnh thiên sở ngồi xổm xuống bên cạnh nha hoàn đang cho uống nước mà nói đại nhân đụng ta phát hiện ra nàng nàng ghé vào bên giếng sáng vẻ rất khổ sở khó chịu ta tới đây hỏi mới biết là nàng uống thuốc độc mạnh thiên sở nói là chính nàng nói nàng uống thuốc độc sao nhà hoàn gật đầu nói đúng vậy nàng nói nàng rất khó chịu không muốn chết vì vậy ta lấy một ít nước cho nàng uống hy vọng nàng có thể nôn ra chất độc mạnh thiên sở nói người làm rất tốt nhà hoàn xấu hổ cười mạnh thiên sở ấn nhân trùng của nàng kia nàng mở hở mắt mạnh thiên sở nâng nàng dậy kịch mạnh vào cái lưng nàng kêu lên một tiếng á rồi khạc ra mấy đám màu đen Lý hầm thấy kinh tẩm vội vàng lùi về phía sau mạnh thiên sở bảo nhà hoàn kia cho nàng uống mấy ngụm nước nàng lại nhổ ra mấy bãi nữa rồi yếu ớt nằm gục trong vòng tay của nhà hoàn. Mộ dùng huynh tuyết đi lên trước, nói với mạnh thiên sở. Nữ tử này vừa rồi không phải chè miệng chạy nước qua chúng ta. Quản gia đã dạy bảo nàng rồi mà. Mạnh thiên sở nghĩ nghĩ, lúc này mới nhớ tới. Quả nhiên là mộ dùng huynh tuyết nói nữ tử kia, sau đó nói lại với nàng. Vì sao? Người lại tìm đến cái chết. Nữ tử buồn bã lắc đầu không nói gì. Đi sự tiến lên đá nhẹ nàng tăng một cước, Đại nhân hỏi sao người không nói, người giả bộ chết à? Mạnh thiên sở nói, không nên như vậy, có gì cứ để từ từ rồi nói. Bộ dùng huynh thuyết ngồi xổm xuống nói với nàng ta, người có gì thì cứ nói, bọn ta và tri phủ đại nhân sẽ làm chủ cho ngươi mà. Thái triều nói, lục phu nhân nói rất đúng, người cứ việc nói ra. Đi hầm đứng cạnh nhìn bộ dùng huynh tuyết, nghĩ thầm, chẳng đại nữ tử này là thiếp của mạnh thiên sở tuần án đại nhân, dáng vẻ rất ngon nghè đây. Thiên sở, ta đưa tỷ tỷ quay lại. Lý Hầm nghe thấy tiếng quay đầu nhìn lại, mặt sáng lên, thấy hai nữ tử trẻ tuổi, mặc đồ bột xanh bột trắng đang cười, dịu dàng bước đến. Cả hai đều tuyệt mỹ, nhất là nữ tử đang nói chuyện, tuổi nhỏ hơn một chút, lúc cười hai mắt đồng tiền duyên dáng, một cái khăn mày, một nụ cười đúng là thu hồn đoạt phách của người ta. Lý Hầm không khỏi nói nhỏ, thật là hai nữ tử quá đỗi duyên dáng và xinh đẹp. Hiểu đặc nắm tay Hiểu Duy đến gần, đi thẳng đến trước mặt mạnh thiên sở mạnh thiên sở chỉ vào nàng kia rồi nói nàng uống thuốc độc hỏi nàng nhưng nàng không nói gì hiểu duy nhìn mấy vũng nước đen ở dưới đất sau đó nhìn nữ tử kia hở hững nói không phải nàng muốn chết nhưng nàng muốn mình bị câm mạnh thiên sở ngẩng đầu nhìn hiểu duy hiểu duy chỉ vào chỗ nước đen là nàng không thể nói chuyện mạnh thiên sở nói hiểu duy làm sao ngươi biết hiểu duy đang rất nghiêm túc đột nhiên cười ngốc nghếch tả đoán thôi Mạnh thiên sở lại im lặng. Lúc này vương dịch dẫn lang trung đến gần xem. Đại nhân đã cạc ra phần lớn chất độc, tính mạnh không lo, chỉ là từ nay về sau không thể nói chuyện được. Mạnh thiên sở cười thầm, nhìn nhìn Hiểu Duy. Chỉ thấy Hiểu Duy nhìn quanh, không nhìn thấy mạnh thiên sở. Mạnh thiên sở nghĩ thầm, Hiểu Duy, người cứ tiếp tục giả bộ đi, ta xem người còn giả bộ được đến lúc nào nữa. Mạnh thiên sở đứng dậy hỏi, Lý quản gia, bình thường nha hoàn này làm gì ở quý phục? Lý Sử đáp, là nha hoàn của thiếu gia, tên là Diệp Tử. Mạnh Thiên Sở nghe xong cảm thấy hơi kỳ quặc. Y người là đứa nhỏ chết ở góc tường đại môn à? Lý Sử Điền Tùng gật đầu xác nhận. Xem ra nha hoàn Diệp Tử này nhất định phải biết chút gì, thậm chí còn biết hùng thủ là ai, cho nên mới tự làm cho mình bị câm để bảo vệ mạng sống. Mạnh Thiên Sở nhìn Diệp Tử, Diệp Tử ai oán nhìn Mạnh Thiên Sở rồi cuống quýt cúi đầu xuống. Mạnh Thiên Sở biết bây giờ không hỏi được gì nên là nói vậy đi hỏi nhà hoàn hầu hạ lão gia tự đến đây nhà hoàn bưng nước bên cạnh nói nhỏ lão gia nô tỳ chính là nhà hoàn hầu hạ lão gia mạnh thiên sở lúc này mới nhìn kỹ hơn một chút cô nương này chừng độ mười tuổi mạnh thiên sở nói ta nghe quản gia nói buổi tối ngươi sẽ ngủ bên cạnh lão gia chẳng lẽ đêm qua ngươi không kể thấy động tĩnh gì ư liên châu đáp không gần đây lão gia khó ngủ mỗi tối đều thức dậy mấy lần canh hai đêm qua Đô Tỷ hầu lão già đi tiểu đêm, rồi về phòng bên ngủ một mạch cho đến sáng. Về sau có người gõ cửa, nói lão già xảy ra chuyện. Lúc đó Đô Tỷ mới biết. Mạnh Thiên Sở nói: Lão già nhà các người đêm nào cũng đi tiểu à? Người kia cất tiếng đáp: Tất nhiên. Nhưng thường thường từ sau canh hai đến lúc trời sáng thì không đi nữa. Mạnh Thiên Sở nói: Người hầu hạ lão già đã bao nhiêu lâu rồi? Đô Tỷ kia nói: Đã bốn năm rồi. Mạnh Thiên Sở nói. Lúc ấy là anh gõ cửa nói cho người biết Lão già đã xảy ra chuyện Đồ tỷ kia nói Tiểu nhị gánh nước nói ạ à? Mạnh tiên sở hỏi gánh nước sao Đồ tỷ kia nói Dạ vâng Lúc ấy hắn đói khi qua cửa phòng lão già Thấy cửa phòng không khóa Có hơi kỳ quặc Đến gần đẩy cửa nhìn thì mới phát hiện ra có chuyện Mạnh tiên sở nói Lý lão già đã chết ở trên giường Lúc ấy người đến nhìn thi thể lão già không đô tỷ kia nhẹ gật đầu nói Lão già khi còn sống đối xử với nội tỷ rất tốt. Nói không quá chứ. Lão già như ông nội của nội tỷ. Tiểu nhị cánh nước nói lão già mất rồi. Ta không có tin nên tự đi vào xem. Mạnh thiên sở nói. Ừ, nó còn một chút, người thấy được cái gì? Liên Châu nhìn mạnh thiên sở đầy nghi ngờ mà nói. Đại nhân, không phải người đã xem rồi sao? Lý Hầm đứng cạnh mất kiên nhẫn nói. Đại nhân bảo người nói, người cứ nói là được. Mạnh thiên sở quay người nói với Lý Hầm. Lý Công Tử đã thấy rồi sao? Lý Hầm vội vàng nói, không phải là Thảo Dân vội vàng đến gặp hai vị đại nhân sao? Còn chưa có kịp nhìn. Mạnh Thiên Sở cười nhạt một tiếng, nói tiếp, hay là Lý Công Tử đi nhìn mặt phụ thân người lần cuối đi, vì đàn đứa bọn ta sẽ đưa xác của cha người, huynh, tẩu và cháu của người đến nhà xác ở nhà bồn đấy. Lý Hầm vội nói, vâng vâng, Thảo Dân sẽ đi ngay. Nó rồi chắp tay thì lễ, sau đó rời đi. Hiệu đằng nhỏ giọng nói, Người này thế nào vậy? Cha của mình chết mà như không có chuyện gì. Mạnh thiên sợ đối với nàng mà nói ra. Thôi, không còn hắn làm gì, nhưng người nói cũng đúng. Lát sau tay mạnh phủ, ta sẽ âm ngồi trong thư phòng mạnh thiên sợ. Trên bàn có một ly trà lòng tỉnh mới pha, đang tỏa hương ngào ngạt. Thiên sợ, ta với công tôn tiên sinh đi tìm dị đoá hỏi một số chuyện. Quyết định khoảng thời gian này, phải người bí mật theo dõi hắn, nhất là buổi tối. Tuy nhiên bệnh trạng của hắn có chút giống bệnh bỗng du. Nhưng là tiên sinh cảm thấy cũng cần phải thận trọng. Bây giờ không ngại thử hắn một lần. Mạnh thiên sở nói, thử thế nào? Có thể đến đây kiểm tra sao? Tà diêm rào hoạt cười cười. ta và công tôn tiên sinh đã nghĩ ra một cách. Mạnh thiên sở nhớ tới Hiểu Duy từng nói. Vậy, người cùng tiên sinh cũng đến thử Hiểu Duy một lần. Tà âm ké sắt vào tay Mạnh thiên sở thì thầm. Hiểu Duy thì không cần thử. Chẳng cũng lã biết là nàng ta giả bộ chỉ cần sắp xếp ổn thỏa cho nàng là được. Mạnh thiên sở rất kinh ngạc nhìn tả giai âm. Tả giai cười vỗ vai mạnh thiên sở. Đừng tưởng rằng chỉ một mình chẳng biết, ta cũng biết đấy. Mạnh thiên sở cười, chỉ vào tả giai âm. Nàng đúng là quỷ tinh linh. Khi trời tối, mạnh thiên sở dẫn theo hai người tranh thủ buổi đêm đi đến thư phòng mạnh thiên sở. Không cần phải nói, chỉ nhìn lệnh bài bên hông là biết thám tử của đồng xưởng rồi. Hai người thi lễ với mạnh thiên sở, đại nhân, theo lời đại nhân giao phó, ta đã sai người luôn luôn là theo dõi nhị đoá, sau đó cũng phái người đi thăm dò nhà hoàn và hạ nhân ở Lưu Gia đã có những chuyện gì. Tìm được mấy người hỏi qua, nói lúc đầu hắn ở Lưu Gia rất ổn, về sau có một nhà hoàn phát hiện hắn nhìn lén ngoài cửa phòng tiểu thư, Lưu Gia biết được nên đuổi hắn đi. Mạnh tiên sở nói, sao cơ, lại là nhìn lén hả? Đà bà gần đầu cười nói, đúng vậy, hơn nữa đô tỷ phát hiện ra lại chính là Ngọc Cầm. Mạnh Thiên Sở nghe xong cảm thấy sao lại trùng hợp được như vậy. Tại sao lại là Ngọc Cầm? Đà bà nói, vì vậy thuộc hạ hơi nghi ngờ, việc này có điểm gì đó kỳ quái, nên vốn cũng định tìm lão gia bản xem. Thế nào, thế nhưng mà người đang bận án của Lý Gia, nên thuộc hạ tự hành động, sai thêm hai huynh đệ đồng xưởng đi đến thôn của Ngọc Cầm tra xét lần nữa về chi tiết chuyện của tỷ đệ Ngọc Cầm, Ngọc Minh, để cho bọn họ nói với người. Người cao trong hai người kia cất tiếng nói, thưa đại nhân, ta đến thôn của Ngọc Cầm thăm dò vài chuyện. Thì ra Ngọc Cầm với Ngọc Minh không phải là cùng một mẹ sinh ra. Ngọc Cầm lớn hơn Ngọc Minh 2 tuổi. Cha của nàng mất sớm. Mẹ Ngọc Cầm tái giá, gả cho cha của Ngọc Minh. Lúc đó, Ngọc Cầm mới có 5 tuổi thôi. Nghe người trong thôn nói, tình cảm của Ngọc Minh với Ngọc Cầm rất là tốt. Thậm chí vì điều này mà từ hôn với từ hải. Có người trong thôn đồn đại, bọn hắn loạn luân từ tình với nhau. Mạnh Thiên Sở nghĩ nghĩ rồi nói, Lục Ngọc Cầm làm việc ở Lưu xa thì Ngọc Minh ở đâu? Người lùn đứng bên cạnh nói ngay. Một nhà hoàn từng phục vụ phụ nhị tiểu thư Lưu Gia là lúc ấy chỉ có mình Ngọc Cầm. Ngài nói Ngọc Minh lúc đó làm việc ở một hiệu may. Về sau vì tay chân tái máy nên đã bị chủ đuổi. Mạnh thiên sở nói. Hiệu may à? Hiệu may đức phúc phải không? Người lùn gật gật đầu nói. Đúng thế. Mạnh thiên sở đã hiểu, Ngọc Minh từng làm ở hiệu may của lần đỗ cầm vậy hẳn là cũng quen với trụ tử. Mạnh thiên sở nói, nhị đó hồi ở lưu gia, thực sự thích nhị tiểu thư à? Người lùn kia đáp, theo như nhà hoàn kia nói thì là thật. Hơn đơn nhị tiểu thư cũng có ý, nhưng mà sau khi chuyện nhìn lén bị phát giác, nhị đó bị đuổi đi, cả nhà nhị tiểu thư đã chuyển đi rất nhanh sau đó rồi. Mạnh thiên sở nghĩ một lúc, nói như vậy thì nhị đó không nên thích một nữ nhân đã hại mình mất việc chứ. Nếu như Ngọc Cầm và Ngọc Minh cấu kết, thì tự nhiên Ngọc Cầm sẽ không thích nhị đoá. Hơn đưa Ngọc Cầm muốn nhị đoá đi khỏi mãnh phủ, như vậy là muốn Ngọc Minh lên làm quản gia sao? Nhị đoá đột nhiên trùy đuổi Ngọc Cầm làm gì? Bất kể cả hiểm khích lúc trước thì vẫn hoàn toàn chỉ là trả tư thủ. Mạnh thiên sở trầm tư, người cao đã cất tiếng nói. Đại nhân, ta còn nghe người trong thôn Ngọc Cầm nói, từ hải kia đã từng đánh đập Ngọc Minh rất tàn nhẫn. Lúc ấy người trong thôn còn bàn tán rằng, từ hải bị Ngọc Minh giết. Từ hải trên nó là do bệnh dịch, nhưng cha mẹ Từ Hải nói trước lúc chết, Từ Hải không có dấu hiệu nhiễm bệnh. Sau khi gặp chuyện không may, Ngọc Cầm đi ra ngoài, Ngọc Minh cũng đến hiệu may. Mạnh Thiên Sở cười rồi nói, nói như vậy thì chúng ta phải đến thôn của Ngọc Cầm một chuyến rồi. Đạo bà đáp, đại nhân nói chí phải, nếu quả thật là hắn giết thì chúng ta nên đòi công bằng cho Từ Hải một phen. Tại nhà môn tri phủ, Thái Châu cố ý để cho Mạnh Thiên Sở ngồi trên công đường xử án, còn mình ngồi dự thính thôi. Hai người ngồi nhìn nhau một lúc, Mạnh Thiên Sở thấy Thái Chiêu muốn mình thẩm vấn, nên là cũng ngồi lên vị trí mà mình từng ngồi. Hồ Điệp quỷ phía bên dưới, đầu gục xuống, hai tay đặt trên chân, nắm chặt chiếc khăn cuốn quanh ngón trỏ. Đây không phải sự án chính thức, nên không có dân chúng đứng xem bên ngoài, cũng không có nhà dịch đứng hai bên hù người. Chỉ có vương dịch, đao ba, sành mãnh ngoài ra thì có hiểu nạc hiểu duy và bộ dùng huynh tuyết. Mọi người rất yên lặng, cứ yên yên như vậy lại khiến cho hồ điệp càng thêm bất an mạnh thiên sở nhìn cục gỗ trên bàn nghiêm một lúc rồi cầm lên đập mạnh xuống bàn mọi người hoảng sợ hồ điệp run rẩy ánh mắt lộ vẻ bối rối bất an hồ điệp bổn quan hỏi người người phải nói người phải thành thực trả lời từng cái một nếu người không nói thì bổn quan sẽ xử lý ngươi người nghe rõ chứ vâng vâng thưa tuần án đại nhân nói lúc ấy người đến đại sảnh làm gì nô tỳ tì thực sự nô tỳ không làm gì cả xem ra thực sự là người không nói người xong rồi vừa dứt lời một cái lệnh bài đã rời xuống đất hồn điệp mở to hai mắt vội vàng nói đại nhân không nên làm vậy không nên làm vậy quả thực nô tỳ không làm gì cả xin người tha cho nô tỳ mạnh thiên giờ cười lạnh nói không làm gì à cả người còn đứng ngẩn ra đến làm gì đánh ả hai mươi hèo cho ta một dùng huynh tuyết ngồi xem bên cạnh thầm nghĩ thiên sở luôn không đồng ý việc dùng nhục hình tìm chứng cứ cơ mà. Sao bây giờ lại làm như thế? Nhân dịch thế mạnh thiên sở nói như vậy, không dám làm ngơ. Màu chóng đi tới vật ngã hồ điệp xuống, không nói lời gì mà đã đánh ngay. Khi gậy đầu tiên đập xuống mông của hồ điệp, một dùng quính tuyết trồng thấy rõ ràng mạnh thiên sở có chút động tĩnh. Kỳ quặc hơn là hồ điệp cũng không kêu to. Hai tay nắm chặt, chỉ phát ra tiếng kêu bè bé trong miệng. Còn chưa đánh hết mười trượng, Hiểu Duy đột nhiên đi ra quát to một tiếng nói. Thôi được rồi, dừng tay đi. Bọn nhà dịch nhìn nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở ý bảo bọn hắn dừng lại. Lúc này Hồ Điệp đã không chịu nổi nữa. Một nữ nhân yêu ơn sao chịu thấu đòn hiểm. Mạnh Thiên Sở nói. Hiểu Duy, nơi đây không phải chỗ để ngươi lên tiếng. Hiểu Duy nói. Ta biết rõ, nhưng xin để ta nói một câu. Mạnh Thiên Sở nói. Vậy thì ngươi nói đi. Hiểu Duy đáp. Ta thấy không bằng nên thả nàng ta đi đi mọi người ở đấy đều rất kinh ngạc đồng loạt mà nhìn mạnh thiên sở mạnh thiên sở mỉm cười nói ta cũng là nghĩ như vậy thái triều nói thế nhưng mà đại nhân còn chưa hỏi được cái gì đã thả đi rồi à? mạnh thiên sở nói không hỏi bốn người chung quy vẫn không đến giết một nữ nhân yếu ớt thái triều nói cái này mạnh thiên sở đáp vương dịch tìm người đưa nha hoàn này về lý phủ đi vương dịch nghe rồi nhanh chóng bảo người nâng hồn điệp dậy đưa ra ngoài mạnh thiên sở đứng dậy đi xuống nhà xác nói với thái chiêu thôi hôm nay ta cũng mệt rồi làm phiền thái đại nhân phần gửi trồng coi bốn cái thi thể này cẩn thận chuột cắn hết đấy thái chiêu không biết ẩn ý của mạnh thiên sở là gì đành phải đồng ý nhìn mạnh thiên sở uể oải vườn vai rồi kéo tay mình đi ra ngoài lên xe rồi hiểu đằng không nhìn được nữa mà nói thiên sở làm sao chàng lại nghe tỉ tỉ Hồ điều kia rõ ràng là có vấn đề nếu không có vấn đề gì Sao lúc bị đánh đột nhiên lại cứng rắn như vậy? Giống như là cố gắng chịu đựng ấy. Mạnh thiên sở nói, nếu như người thấy nàng có vấn đề, nhưng nàng thà bị đánh còn hơn nói nửa lời, nên đánh không giải quyết được vấn đề đâu. Hiểu đặc nói, nhưng cũng không nên thả nàng ấy đi chứ. Hiểu duy đáp, cười ngốc nghếch. Mạnh thiên sở tất nhiên sẽ không bỏ qua hồ điệp đâu. Hay là lúc vừa rồi đi ra cửa, chuyện hắn nói với người cao kia có vẻ chính là chuyện của hồ điệp đấy. Hiệu đặc nhìn xem Hiểu Duy rồi nói, tỷ tỷ, người khờ thật hay giả khờ vậy? Mạnh thiên sở vừa cười vừa nói, thôi, không cho phép người nói như thế với tỷ tỷ, nhưng mà án của Lý Phủ không đơn giản đâu. Buổi tối cơm cháo xong, chúng ta chia tay ra hành động. Hiệu đặc nói, sau khi ăn cơm xong còn có chuyện gì à? Một dùng huynh tuyết nói, thời tiết nóng như vậy, không thể để thi thể quá lâu. Có lẽ thiên sở muốn ta với người cùng hắn ra nghĩa địa khám nghiệm tử thi. Hiệu đặc nói, ta hiểu rồi. Mạnh thiên sở vừa cười vừa nói, người thì hiểu cái gì? Hiệu đặc sĩ xòm nhìn mạnh thiên sở cười cười nói, cái gì cũng hiểu. Nóng vài ngày, cuối cùng thì ông trời cũng hắt hơi một cái, mưa to sầm sập đổ xuống. Rất nhiều người mang kế ra trước hiền hóng mát. Đến tận nửa đêm, thời hơi lạnh mới tiếc rẻ về phòng đóng cửa. Mưa nhỏ dần, trong vừa có hai bóng đen một đông bộ tây đi từ hướng hậu hòa viên mạnh phủ ra, đâm sau hòn đòn bộ, hai người một trước một sau đi vào một cái hang trong hoàn toàn bộ. Cẩn nhi, hôm nay phu nhân gọi ta qua. Nói chuyện gì? <laughs> chuyện tốt. Đừng, đừng có hôn. Có chuyện hay ho gì thì nói mau. Ây da, à này, hôm nay nhà đầu hoa quế kia bám theo ta không rời nửa bước. Khó khăn lắm ta mới tìm được một loại thuốc mê để nàng uống vào ngủ mất. Màu nói có chuyện gì đi. Ngọc Minh, ngươi giận à? Không, thật sao? Nghe lời ta, tới để để ta hồn nhẹ một cái nào ghét thế chỉ cần người hôn ta là được rồi đâu cần phải dơ mó thế cần gì người người khiến ta phải khổ tâm thường nhớ cần gì từ mỗi ngày ta có thể thấy ngươi nhưng lại không thể đến gần ngươi người nghĩ đi đã lâu rồi chúng ta không ở gần nhau ta muốn a ừ, à ngọc ngọc minh không được không được mà ngọc minh ta cũng nhớ ngươi nhưng bây giờ không phải lúc được rồi dù sao ta với ngươi cũng không đợi bao lâu nữa người biết không hôm nay đại phu nhân bảo ta đi nói là lão gia đã cho người điều tra chuyện lúc trước ở lưu gia tuy thì hắn rất tài giỏi nhưng ở lại mạnh phủ lâu dài e là làm hỏng danh tiếng của mạnh phủ vừa đúng lúc sơn trại của ân cô nương cần gửi gấp nên điều hắn quả đó tiếng chỉnh trang lại quần áo sụt soạt giọng nữ nhân bừng rỡ nói vậy có phải là đại phu nhân cho người tiếp quản vị trí ấy không không có nhưng đại phu nhân tạm thời bảo ta hỗ trợ lâm cô nương Bây giờ tứ phu nhân mới vừa sinh con, sức khỏe đại phu nhân cũng không được khá lắm. Gần đây đạo già cũng rất bận, cho nên ta nghĩ đây là lúc để ta thể hiện. Cùng lúc đó tại Lý Phụ, ôi, người làm nhẹ thôi chứ, người muốn chết à? Đối, thực xin lỗi, hộ hồ, hồ điệp tỷ tỷ, ta, ta điểm nhẹ. Hừm, tay trần vụng vẻ quá, thật không biết nói với người thế nào nữa. Đúng rồi, sao người đi gọi nhị thiếu ra, người đã gọi chưa? Gọi, kêu, nhưng nhìn thiếu gia không ở nhà. Ra, đi ra. Hồ Điệp nằm lì ở trên giường, nghe tiếng nha hoàn bên mình nói như vậy. Bây giờ ngồi phát dậy, toàn thân đau đớn, khiến nàng cầu mày á một tiếng. Tiểu nha hoàn mau chóng lại đỡ nàng. Hồ Điệp hất tay ra vẫn nộ. Trong nhà xảy ra việc như vậy, mà hắn còn đi ra ngoài. Nói, hắn đi đâu? Ta, 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 ta cái gì? Cuối cùng là nhìn thiếu gia đi đâu? Thực sự ta không biết, Hồ Điệp rút ra một cây roi dưới cối đánh tiểu nhà hoàn. Tiểu nhà hoàn lập tức con người lại sợ sệt nhìn Hồ Điệp. Hồ Điệp nghiến răng nghiến lợi chỉ vào tiểu nhà hoàn nói, có phải tên lý sử kia lại rúi bẩy đi tông hồng lâu không? Tiểu nhà hoàn sợ lại bị đánh, vội vàng gật đầu. Hồ Điệp nghe rồi, hận không thể mọc cánh bay đến chỗ lý hầm. Nàng bảo tiểu nhà hoàn đến cạnh mình. Tiểu nhà hoàn do dự. Hồ Điệp thở dài một tiếng. Tới đây, ta không đánh người nữa đâu. Ta có chuyện muốn nói với ngươi." Tiểu nhà hoàn lúc này mới khúm đúng đi đến chỗ hồ điệp. Hồ điệp hùng dữ kéo tay tiểu nhà hoàn, cầm miệng cho ta. Tiểu nhà hoàn không dám kêu, gì gì nước mắt mà không dám kêu lên tiếng. Người đi ra tô hồng lâu, gọi nhìn thiếu gia về đây, nói ta có chuyện quan trọng cần nói. Hồ điệp tỷ ta xin người tha cho ta, ta không dám đi, nhìn thiếu gia sẽ đánh chết ta mất. <laughs> người không đi đúng không? Được. Hồ điệp thả tay tiểu nhà hoàn ra, nanh lùng nói, người có thể không đi, vậy ngươi sẽ phải trả cho ta hai mươi lượng bạc mà ngươi thiếu nợ. Tiểu nhà hoàn nghe xong luống cuống, vội vàng quỳ xuống đất, khẩn khoản van xin. Hồ Điệp Tỷ, người hoãn cho ta hai tháng. Bây giờ ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Mẹ ta bệnh còn chưa có khỏi, ta xin ngươi. Hồ Điệp chậm rãi nói, ta cũng không muốn người khó xử, nhưng ta cũng thiếu tiền. Tiểu nhà hoàn nghi một lúc, Hồ Điệp Tỷ ta giúp người ra tù hồng lâu tìm gì thiếu ra, nhưng ngộ nhỡ không tìm về được thì cũng đừng trách ta. Hồ Điệp cười nói, cái này thì được, ta đưa người một thứ, người chỉ cần đưa lại cho hắn, hắn sẽ về với người ngay. Nhất xuân trưởng phí mãi hòa tiễn, nhật nhật Tý hồ biên, ngọc thâm quán thức tây hồ độ, kiêu tề quá, cô tử lâu tiền. Hồng hạnh hương trung tiêu cổ, lục dương ảnh lý thu thiên, đoạn phòng thập lý lệ nhân nhiên, hòa áp tấn vân thiên, hoa thuyền tái thủ xuân duy khứ sư tình phó hồ thủy hồ yên minh nhật trọng phù tán túy lai tầm mạch thượng hoa điện có thể nói những câu thơ này vô cùng hay và hấp dẫn của một người đã vô cùng nổi tiếng thời trung quốc thời xưa một người nam nhân nằm lười trên giường tay đặt trên má nhìn qua tấm trèm hồng mỏng manh bóng hình giai nhân ẩn hiện tay ôm tỉ bà khẽ cải điệu đàn tiếng ca du dương nhưng lại có chút buồn buồn người hát rơi lệ người nghe thất thần nhạc hết đợi ca dứt chỉ còn nghe thấy một tiếng thở dài theo màn tơ bay đến tay người nghe gợi lên trong đầu người nghe dòng suy tư hắn vội vàng mỉm cười vỗ tay đứng dậy đi về phía tấm màn đi tới bên người gầy đàn dịu dàng nâng vuốt má gia nhân sau đó bình tĩnh nhìn nàng một cái gia nhân cũng cười nói tự nhiên đưa tay tỉ bà cho nhà hoàn bên cạnh nhà hoàn nhận rồi đi ra cửa nhẹ nhàng đóng lại ái nô, sao người lại thở dài? Vì cái gì người đã soạn khúc nhạc kia? Ta nghĩa là người đang thở than cho chính mình hả? Sao mà vậy được? Lý công tử vùng tiền như rác. Không, là hắn vùng một vạn lượng biến ái nô thành nữ nhân của hắn. Trong đó có một đêm mà cái gì cũng thay đổi cả. Người cảm thấy ta không xứng sao? <laughs> Lý công tử nói gì vậy? Ái nô đầu dám nghĩ như vậy chứ? Đi hầm nắm bàn tay nhỏ bé của Ái Nô, đi đến trước giường ôm lấy Ái Nô, trong lòng phấn khích, muốn cùng nàng hợp hoan. Lúc này, ngoài cửa có người gõ cửa, đi hầm xị mặt xuống. Ái Nô nhẹ nhàng nói, là ai không biết phép tắc gì thế, không biết Lý Công Tử đang ở chỗ này sao? Nhìn thiếu ra, quý phủ của một nhà hoàn nói có chuyện gấp tìm người, tiểu nhân không dám làm ngơ, nên đến đây báo cho người một tiếng. Lý Hầm tức giận nói, chết tiệt, chết tiệt, bây giờ chỉ còn mình ta làm chủ, ta ở đây với tiểu mỹ nhân, có thể còn có chuyện gì khác sao? Nói xong, bảo người kia đến gần nói rõ. Cửa mở ra, một tiểu nha hoàn rè dặt bước đến. Ai nổ mượn cơ hội nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Lý Hâm, đến ngồi ở chỗ bàn tròn, nhìn sang tiểu nha hoàn. Sau đó, ý bảo mang cho mình đi trả, nhưng không nói câu nào. Lý Hâm tới nhà hoàn kia, quả nhiên là người ở phủ mình, cũng đã hiểu ai to gan dám bảo nàng đến đây. Hắn phủ quần áo, uy oải mà nói. Có chuyện gì thì nói nhanh lên, bồn thiếu gia không có nhiều thời gian để lãng phí với ngươi. Nhìn thiếu gia, sau khi hồ điệp tỷ tỷ bị gọi vào nha môn thì bị đánh cho mấy gậy. Lý Hầm đứng hình, nhưng rồi lại lạnh nhạt nói. Vậy thì sao chứ, cũng chỉ là một nhà hoàn thôi. Hồ điệp tỷ nói muốn nhìn thiếu nha về nhà. Làm can. Lý Hầm giận tím cả mặt, Ai nộ quay lưng về phía Lý Hâm, lạnh lùng cười cười. Cứ ở thế thì không quay chỗ nào, dịu dàng mà nói. Hôm nay nhà Lý Công Tử xảy ra chuyện lớn như vậy. Nếu là nhà hoàn liều chết đến xin người về, thì át là có chuyện lớn. Không bằng Lý Công Tử cứ về trước đi. Lý Hâm đời nào đồng ý rời xa tiểu mỹ nhân này, khoát khoát tay nói. Hôm nay tâm trọng bổn tiêu ra không tệ, không muốn vì các người mà mất hứng, mau cút đi cho ta. Tiểu Nha Hoàn do dự, thầy đi hầm lạnh lùng liếc qua, nàng sợ đến mức vội vàng quay người đi ra, nhưng chưa đến cửa đã quay lại, nhanh chóng đi đến cạnh Lý Hầm, lấy từ trong ngực áo ra một vật đưa cho hắn. Lý Hầm không cầm mà nói, vật gì vậy? Tiểu Nha Hoàn nhỏ giọng nói, hồn điệp tỷ bảo nô tỷ giao cái này cho nhị thiếu gia, nhị thiếu gia, đồ tỷ đi đây. Nói xong đặt vật đó trên bàn, nhanh chóng lùi xuống. Lý Hầm đi ra phía trước mà vật đó ra nhìn lập tức gọi tiểu nhà hoàn lại. Tiểu nhà hoàn dừng lại ngay, Lý Hầm nói, người ở cửa chờ ta, ta sẽ ra ngay. Đợi tiểu nhà hoàn đi rồi, Lý Hầm vội vàng ôm ái nô, hôn nàng một cái, lưu luyến không đỡ mà rời. Thật lòng, ta không đỡ bỏ ngươi, nếu như không phải là tú bà trường không cho ta chuộc ngươi, thì thực sự ta rất muốn cùng ngươi, ngày ngày điên đoàn đảo phượng, mây mưa trăng gió. Ái nô hơi nhíu mày rồi lại cười ngay. Tình ý của Lý Công Tử với Ái Nô làm sao anh đồ không biết chứ? Chẳng qua là nếu hai người bên nhau lâu dài, làm sao có thể ở mãi trong bóng tối? Một hồi xuân sắc vô biên lại diễn ra. Tiểu thư, có cái gì cần ta giúp gì không? Chuẩn bị nước cho ta, ta muốn tắm rửa ngay. Thế nhưng mà... Nhưng những cái gì? Tu bà thân lý công tử đi. Đúng lúc tống công tử đã đến, nên đã đồng ý cho gặp người một lần. Anh đâu cười lạnh một tiếng rồi nói. Trên người ta đều là mùi của Lý Hâm nếu hắn không ngại, thì ta không tắm nữa. Nhưng người nói cho tú bà biết, không thu được tiền lời cũng đừng có trách ta. Cái đó thì... Hay là người tắm rửa trước đi, ta đi chuẩn bị nước tắm cho người tắm ngay đây. Người muốn dùng hoa lại hay hoa quế? Hoa hồng. Dạ vâng ạ. À. Tại Lý phụ đi hâm đi vào phòng hồ điệp. Thấy hồ điệp nằm lì trên giường chỉ mặc một cái áo lót hồng nhạt. Bên dưới tiệc quấn băng, nhìn thấy hơi buồn cười hồ điệp nghe thấy tiếng bước chân quay người thân lý hâm đã vào đột nhiên cười đũng điệu nói ngươi còn biết đường về à ngươi là kẻ không tim không phổi cơ mà lý hâm cười đi đến ngồi bên cạnh hồ điệp đưa tay vuốt nhẹ nhàng trên lưng hồ điệp hồ điệp ậm ừ khẽ một tiếng lý hâm cười dầm nói Sao thế không phải là nhớ ta à? hồ điệp nhẹ nhàng đánh đi hầm một cái ngươi đi với người của ngươi đi ta vì ngươi mà bị đánh thành thế này ngươi lại cười cợt ta Lý Hầm cười hà hà, lấy vật cất trong ngực áo ra, đặt bên gối hồ điệp. Người không cần chịu đánh. Thật ra thì có thể nói cho tuần án đại nhân người vào phòng Lam Vũ làm gì. Hồ Điệp giật mình nói, cái gì, làm sao ta có thể nói cho hai vị đại nhân kia là người với nãi nãi có. Lý Hầm thấy Hồ Điệp giật mình, có cái gì, không phải là có gian tình ư. Hồ Điệp vội vàng bịt miệng Lý Hầm lại, thấp giọng nói, hảo thiếu gia của ta, nhất định không thể để cho người ngoài nghe thấy được lý hầm chán nản đẩy tay hồ điệp ra bây giờ đại ca đã chết rồi lão đầu tử cũng đã chết ngay cả người thừa kế duy nhất trong cái nhà này cũng chết rồi chỉ còn lại ta thì ta phải sợ ai hồ điệp nghĩ nghĩ cảm thấy lý hầm nói cũng đúng lập tức chuyển thành cười nịnh nọt cầm tay lý hầm đặt trên đùi của mình lý hầm cười nhìn hồ điệp người vội vã sai nha hoàn đi gọi ta là vì về để tranh công với ta sao Hồn điệp vội vàng nói ra, không phải. Một hồi xuân sắc vô biên lại diễn ra. Cùng lúc ấy tại nhà xác, mạnh thiên sở đi đến bên cạnh xác của lão thái gia, lật tấm vải trắng lên, sau lưng hiểu nạc và bộ dùng quýnh tuyết cũng đi theo. Lý lão già gần 70 tuổi, khi còn sống có vẻ bị bệnh giả dày nặng, với thở khò khè, nên ra người khô gầy. Trên cổ có một vết thương rất sâu. Nhìn từ miệng vết thương thì xem ra bị một nhát dao rất sắc chí mạng. Hơn nữa, nhát dao này làm mất máu động mạch chủ, cổ và tử vong. Trên cơ thể không có vết thương nào khác. Lại nhìn đến đứa bé, đã bị một đường rạch chéo từ vai trái xuống dưới bụng. Hẳn là thanh đao này phải dài hoặc là vật sắc nhọn như kiếm. Lực đạo rất lớn, cũng là một nhát chí mạng. Nội tạng sổ ra một ít, con mắt trợn trừng có vẻ rất sợ hãi. Hai bàn tay xòe ra, tay phải che trước ngực như đang muốn bảo vệ mình, dáng vẻ rất đáng thương. Một dùng Huynh Tuyết nói, xem thời gian tử vong chừng đã sau canh hai, nhưng có một số chỗ bọn thiếp không có hiểu. Chàng có cả, cảm thấy là hung thủ vào cửa phát hiện ra đứa bé đầu tiên, nên nó là người thứ nhất bị giết. Tiếp theo hung thủ đi đến phòng lão gia tử, cuối cùng là mới là phòng vợ chồng Lý Kiêm không? Mạnh Thiên Sở nói, theo như thời gian bốn người tử vong thì đoán là như vậy, nhưng muộn như thế rồi, đứa bé kia hẳn phải đang ngủ, đi ra cửa ra vào làm cái gì? Hơn nữa, có lẽ quý phủ có người gác cổng với hộ viên tuần đêm, nhưng người này đi đâu hết cả. Hiểu đặc nói, nhà hoàn diệp tử kia nhất định là nhìn thấy hung thủ là ai. Vì sao? Vì mạng sống của mình nên mới tự làm mình bị câm. Có phải như vậy không? Một dùng huynh tuyết nói tiếp. Hơn nữa, tên hung thủ này giống như cố ý nhắm vào mấy người đó. Hạ nhân với nhà hoàn không có chuyện gì. Người chết đều là chủ tử. Nếu như là Lý Hâm ở nhà, nó không chừng cũng không may mắn thoát nạn. Mạnh thiên sở nói, nhà hoàn hồ điệp này rất đáng nghi, tất cả thi thể với các phòng thì chỉ có phòng vợ chồng Lý Khiêm có dấu hiệu lộn xộn, thi thể có dấu hiệu hoạt động thôi. Hiệu đặc nói, có phải hung thủ với người chết từng đánh nhau nên phòng mới lộn xộn như vậy không? Mạnh thiên sở đáp, không ngoại trừ khả năng này. Một dùng huynh tuyết lại nói, thiên sở, sao hôm nay chàng không đến hiện trường xem? Mạnh thiên sở nói, là có sự cảm, có vẻ là hung thủ sẽ về nữa. Hiệu đặc cười nói, chàng sẽ cho người đi theo dõi à? Mạnh tiên sở nói, đây là phải theo dõi. Nói xong đi đến trước, thi thể của Lý Kiêm. Lý Kiêm gầy hơn Lý Hầm một chút, ngũ quan thành thú hơn, thần trúng hai đao. Một đao đâm thẳng vào bụng, tiếp chút nữa là xuyên qua lưng. Một đao giống như là lão già tử, trên động mạch cổ có một đao, đứt động mạch chủ, mất máu nhiều mà chết mạnh thiên sở cẩn thận nhìn thi thể lý kiêm, phát hiện khuỷu tay phải có một chỗ tụ máu một vết bầm tương tự ở sau gáy không có vết sẹo nào khác ở các bộ phận khác hắn thấy tay lý kiêm nắm chặt mở ra nhìn thấy trong lòng bàn tay có một sợi dây thừng bệnh từ tơ mạnh thiên sở giơ lên xem hiểm đặc đến gần nhìn nhìn rồi nói dường như là sợi đeo ngọc ở bên hồng của nam nhân huỳnh tuyết muội qua đây xem này một dùng huỳnh tuyết tới nhìn gật gật đầu xác nhận. Mạnh thiên sở nói, bình thường màu của dây đeo đều là màu tối, nhưng đây lại là màu xanh lá, đeo trên người có trói mắt quá không? hiểu đặc cười nói, chắc màu nữ nhân thích, nên là cũng bệnh cho nam nhân đó của mình màu đó. Mạnh thiên sở cười đặt dây thừng trong sò sách, suy nghĩ của nữ nhân các người thật là khó đoán. Một dung khuyến tuyết, cái này dây thừng hẳn là trong lúc hùng thủ đánh nhau với đi khiêm, bị đi khiêm giật xuống. Nói không chừng nhất định là cái ngọc bội kia hiện còn ở hiện trường. Đi đến thi thể phu nhân Lý Kiêm, Mạnh Thiên Sở nhìn nữ tử này, tầm 20 tuổi, da trắng, da người cân đối, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt xinh đẹp. Một dùng huynh tuyết nói, nữ tử này thực sự rất xinh đẹp đấy. Hiểu nặc đáp, hồng nhàn đúng là bạc mệnh. Mạnh Thiên Sở nói, nữ tử này giao cho hai người các nàng xem xét, ta đi xem xác của Lý Kiêm. Hiểu nặc khi nghe vậy rất là kinh ngạc mà nói, thiên sở giao cho bọn thiếp à? Mạnh thiên sở gật đầu cười nói, đúng, giao cho các nàng, có gì không hiểu thì hỏi lại ta. Hiểu đặc nhìn nhìn bộ dung huynh tuyết, thấy nàng mặc đồ bảo hộ, đeo vào tay thuần thục. Hiểu đặc, đến đây với ta, muội phải nhớ kỹ nhá, có được không? Hiểu nặc chỉ đáp vâng. Một dùng huynh tuyết cởi quần áo nữ tử ra, lấy trên người của nàng, chỉ còn một vết thương, không khác với mấy người kia lấy, đâm thẳng vào tận tim, một đạo chí mạng toàn thân của nữ tử này trắng nõn, bên dưới có dị tiết, có vẻ là trước khi chết có quan hệ, nhưng cần phải để cho mạnh thiên sở khám nghiệm xong mới có thể xác định. Hiệu nặng cũng để ghé sát vào xem, đột nhiên chỉ vào lưng của nạn nhân rồi nói, huynh tuyết, tỷ xem này. Một dùng huynh tuyết nhìn nhìn rồi nói, hình như là một vết sẹo cũ, theo như kích thước thì có thể là vết roi, thời gian chắc cũng lâu rồi. Hiệu nặng nói, người nhìn kỹ xem, có chỗ màu đậm, có chỗ màu nhạt, có lẽ không cùng một thời điểm đâu. Mạnh thiên sở cũng đi lên trước, đến nhìn kỹ một chút rồi nói. Hiểu nạc nói cũng đúng, nữ tử này khi còn sống có lẽ thường bị đánh. Hiểu nạc nghi ngờ nói, một nữ tử xinh đẹp như vậy, tại sao lại có người nhẫn tâm đánh nàng? Mạnh thiên sở nói, sai vương dịch đi điều tra, nhà mẹ đẻ của nữ tử này là ai? Mặt khác đi hỏi xem, quan hệ của Lý Khiêm với vợ thế nào? Một dùng huynh tiết nhẹ gật đầu rồi nói, ta thấy tiền lý hầm kia tuyệt đối không có chút đau lòng nào đâu. Mạnh thiên sở cười nhạt một tiếng rồi nói, nhà càng giàu, tình càng mỏng. Nhiều Đặc nói, ta nghĩ lý hầm này có vấn đề. Mạnh thiên sở nói, đúng như vậy, lý hầm cũng rất khả nghi. Lúc này mạnh thiên sở phát hiện trên cổ nữ tử này có một đường khác màu với vùng da còn lại. Trên cổ nữ tử này có lẽ là có đeo tràng rước đấy. Nhiều Đặc nói, chắc đã khi ngủ thì tháo ra rồi. Hoàng Thiên Sở lắc đầu nói, không, ta lại nghĩ nàng chưa từng tháo nó khỏi cổ mình, nếu không thì sẽ không để lại vệt như vậy. Hơn nữa, các nàng xem, bên cổ trái có một vết màu đỏ tươi, ta đoán là có người lúc tháo ra đã quá sốt ruột nên thành ra thế này. Đây chính là vết thương do dây xích mài ra mà thành. Thử nghĩ xem, nếu là tự mình tháo ra thì sao có thể thành như vậy, gặp gặp lắm cũng không thể để cho mình bị thương chứ. Hiểu nạc nói, cũng không có chuyện gì mà sốt ruột đến độ vội vàng tháo dây chuyền của mình ra thế một dùng huynh tuyết nói có một khả năng là hiệu nặc hỏi gì cơ một dùng huynh tuyết đáp có lẽ là lý phu nhân không muốn người khác nhìn thấy thứ mình đeo trên cổ hiệu nặc nở nụ cười rồi nói không phải đâu người không nghe thiên sở nói à từ cái vệt trên cổ thì đã đeo cái này rất lâu rồi vì vậy không có lý do gì để lo lắng người khác thấy trừ phi người này nhiều năm không thấy lý phu nhân mạnh thiên sở nói các nàng cứ nhìn cổ của mình xem một dùng huynh tuyết lại nói sợi dây chuyền đó đâu rồi mạnh thiên sở nói xem ra chúng ta không thể không đi lý phủ một chuyến ngọc bội của hùng thủ và sợi dây chuyền của lý phu nhân đều là vật rất quan trọng mặt khác có thể hỏi xem có được gì không từ nhà hoàn hồ điệp dù sao nàng ta cũng là nhà hoàn thân cận ở lý phủ có thể biết rõ Mạnh Thiên Sở dẫn Sài Mãnh, Đào Ba, Hiểu Nặc, một Dung Huynh Tuyết và mấy gia dịch đến Lý Phụ. Nói ý định đến làm gì xong, Lý Sử đưa Mạnh Thiên Sở đi tới gian phòng Lý Kiêm, này đã bị dán điểm phòng. Xe giấy niềm phòng xong, Mạnh Thiên Sở đi vào, Lý Sử nhanh chóng đốt đèn, thoáng trông căn phòng đã bừng sáng. Phòng vẫn chứ trước, không thay đổi cái gì. Mạnh Thiên Sở bảo mấy người khác ở ngoài, còn mình sách đèn đi vào trong. Hiệu nặc sau đường nói, Thiên Sở để cho tiếp sách đèn cho vậy sẽ tiện tròn chẳng hơn không có gì đâu phòng này đã rất lộn xộn tự ta làm là được rồi mạnh thiên sợ đứng ở chỗ hai thi thể lúc trước nhìn đường phấn vẽ trên đất lúc trước hai cái thi thể rời đi vị trí trước nhìn xem dùng vôi phấn họa vẽ được hình dáng gì rồi nói gọi tưởng môn phòng tiểu tư đến đây bây giờ lý sử đi rất nhanh mạnh thiên sợ đi vào phòng trong phòng đều là vết máu đã khô, trên bàn dưới đất, trên đầu giường, đầu đầu cũng có máu tươi bắn vào. Nhưng trừ một vài thứ bị đánh hỏng, như chén trà và đĩa, không hề có mấy thứ như hoa tai hoặc đồ trang sức. Mạnh thiên sở nói, xài mãnh đi gọi hồ điệp đến đây. Nói xong, hắn vào phòng đứng giữa phòng nhìn xem, ngồi xồm xuống cạnh một chiếc ghế đổ. Chỉ thấy một chân ghế bị chặt cãy, đoạn khác nằm ở phía xa, xem ra là bị đánh cãy sau đợt tấn công mạnh vậy căn phòng này thực sự đã trải qua một trận đánh nhau mạnh thiên sở đến trước bàn trang điểm mở hộp trang sức ra cẩn thận thăm xét sau đó lại cẩn thận xem từng món đồ bên trong lên một ít ngọc bụi và dây chuyền bạc ra xem đặt xuống ở một bên để một lát nữa ghi sổ xong sẽ đem về kiểm tra hắn đến cạnh giường chăn bị vùng tán loạn trên chăn cũng có vài giọt máu hắn đặt cối ra cũng không thấy có bất cứ đồ trang sức nào sau đó xem xét tứ bề cũng không tìm được trang sức đeo bình hồng của đàn ông và vòng đeo trên cổ của Lý Phu Nhân. Mạnh Thiên Sở nghi ngờ trong lòng, lúc này thì tiểu tứ tới. Mạnh Thiên Sở đi ra ngoài nói, người chính là tiểu tứ sao? Vâng, thưa đại nhân. Kể tình huống mà người đã nhìn thấy đi. Vâng, đại nhân, hôm qua đô tài đang người trực đêm, bởi vì lúc sáng đại thiếu gia có bảo muốn đi dần hương với mở cả và cậu chủ nhỏ. Bảo đô tài gọi họ dậy sớm một chút, lo xem muộn giờ. Nên trời vừa sáng là nô tài không dám rể rà, vội đi gọi rồi, ai mà biết được. Nói tiếp đi. Nô tài đi gõ cửa, sau đó phát hiện cửa không đóng, nên lấy làm lạ. Tưởng thiếu gia và vợ cả đã dậy rồi. Bèn gọi một tiếng, nhưng cũng không có tiếng đáp. Nô tài bèn đẩy cửa. Lúc đấy mới phát hiện, thiếu gia và mợ, một người nằm dưới đất, một người nằm trên ghế. Nô tài sợ gần chết. Mạnh thiên giờ nói, thế người có vào phòng không? vào rồi ạ à, thưa đại nhân. lục đoan độ đoàn tài không biết là không được vào. độ tài đáng chết. không trách người. người tiếp tục nói đi. Đội tài đi vào đầu tiên là đi xem đại thiếu gia thế nào. ngày ấy nằm ở cửa. độ tài thấy tay chân thiếu gia lạnh băng đã chết từ lâu rồi. lại đi xem thử bỡ cả đang nằm trên ghế. cũng cũng như vậy rồi. nên độ tài vội vàng chạy đi báo quản gia luôn ạ. À. tiểu tứ người nói thật cho bản quan lúc người đi vào có lấy đồ gì trong phòng đi không? Tiểu tướng nghe xong vội xua tay. Đại nhân, nội tài không dám, không cầm đi thứ gì cả. Người không được nói dối. Một khi bị bản quan trà được người giấu giếm, đến lúc ấy thì không phải chỉ nói là qua được, phải ngồi tù đấy. Tiểu tướng nghe rồi, vội quỷ xuống điên bổm. Đại nhân, nội tài thề với trời, thề với cha mẹ già của mình. Nội tài không cầm đi bất cứ thứ gì cả. Mạnh thiên sở nói, đứng lên trước đá, Tất nhiên ta sẽ điều tra về chuyện này. Bây giờ Sài Mãnh đưa Hồ Điệp tới. Mãnh thiên sở thấy Sài Mãnh có vẻ âm trầm, vô cùng khó chịu. Còn mặt Hồ Điệp thì ửng đỏ, mắt ngập nước, uốn éo đi theo Sài Mãnh, bày ra tư thế rủ rỗ người khác. Tới gần rồi, Mãnh thiên sở diễu cợt. Hồ Điệp, bạn quan hỏi ngươi, có phải bình thường phù nhân nhà ngươi thường đeo một sợi dây chuyền trên cổ không? Hồ Điệp lập tức sốt ruột, nụ cười vừa rồi biến mất. Nhưng Mạnh Thiên Sở phát hiện, cô ta trấn định rất nhanh rồi nói, không nhớ nữa ạ. À. Mạnh Thiên Sở nhìn Hồ Điệp, cô ta vội cúi đầu, Mạnh Thiên Sở nói, trí nhớ của người hình như hơi kém nhỉ, ta nghĩ rằng này có thể ngươi đã lấy mấy vòng cổ trên cổ phu nhân lùng tới phòng đại thiếu gia rồi chăng. Hồ Điệp nghe xong, cơ thể mềm nhũn, sắc mặt tái xanh, vội vàng tựa vào tường nói, không có, không có chuyện đó. Mạnh Thiên Sở nói, nếu không phải là ngươi lấy mất vòng cổ ta cũng không truy cứu. Hồ Điệp thấy dễ dàng qua ảnh như thế, mới buồn một hơi nhẹ nhõm. Ai ngờ mạnh thiên sở đột nhiên nói, vậy nhất định người quen hung thủ hoặc người chính là hung thủ rồi. Hồ Điệp lập tức khủy xuống đất, mạnh thiên sở chỉ vào cô ta rồi nói to, còn không mau khai thật ra. Hồ Điệp cuống lên, đại nhân, ngài không thể vì không bắt được hung thủ mà độ oan cho nô tỳ được. Đạo bà nói, láo tét, đại nhân nhà ta ra lệ vụ oan giá họa cho ngươi. Phòng đánh mất hai thứ, một đa của phu nhân người, một đa đô của hung thủ. Người bảo không lấy mất đồ của phu nhân. Lẽ nào người sợ đại nhân tìm ra hung thủ là ai, nên mới giúp hung thủ thù dọn hiện trường. Thừa cơ giúp hung thủ lấy đồ đi, có phải không? Hồ Điệp lắc lắc đầu như đánh trống vòi rồi nói. Đại nhân, hung thủ gì? Nô tỳ chẳng qua là vào xem thử tình trạng của đại thiếu gia và mợ cả. Không lấy mất gì cả, thật đấy. Sai mãnh lạnh lùng nói, tốt nhất là người nói thật, lần này bắt ngươi đi sẽ không nhẹ nhàng giống hôm qua đâu. Sẽ không dễ dàng thả ngươi ra, người khác đều phải chịu phạt, hắn ta chỉ cần nói hết mọi việc đã trải qua là được. Tống Ngọc đứng lên, đứng tại chỗ, đi lại hai bước rồi nói, được, chỉ mong mạnh đại nhân để tình cha mẹ của Nô Gia đã qua đời. Nô Gia nuôi dạy em trai em gái không dễ dàng gì, đừng làm có đứa em trai này của ta. Mạnh thiên sở đứng lên, Vương Dịch đưa người đi. Tông Khả nghe xong lập tức quýnh lên. Chị, cứu em với. Tống Ngọc khoát tay, quay đi nói. Ai bảo em không biết điều. Lần này cũng là một lần dạy dỗ để xem em sau này có làm sang đàm bậy nữa không. Mạnh đại nhân mời ngài. Mạnh thiên sở nhìn bóng lưng Tống Ngọc một cái, dẫn người ra khỏi đại sảnh. Chỉ thấy có một người phụ nữ trẻ tuổi, mặc áo váy màu hồng đi tới. dáng vẻ cũng thành tú, nhưng kém xa so với Tống Ngọc. Anh Thứ anh đi đâu đấy? Không cần nói. Người này chính là người thứ ba của nhà họ Tống, Tống Sảo. Tống Hạ không đáp. Tống Sảo dừng lại, nhìn kỹ mạnh thiên sở. Sau đó đi tới chỗ Tống Hạ cười. Anh quen người anh Tuấn như vậy từ bao giờ? Tống Hạ oán hận nhìn mạnh thiên sở. Sau đó nói Anh trai anh Tuấn cái gì? Trước đây hắn đã chi phủ phụ Hàng Châu. Này là quan tuần án. Tống Sảo nghe xong vô cùng kinh ngạc. Vội con mình thi lễ. Mạnh thiên sở cười. Tam tiểu thư không cần khách sáo. Tống xào cười. Anh hai, mọi người muốn đi chơi thì dẫn em theo với. Tống Ngọc ở đại sảnh nói. Cả ngày chỉ biết chơi với chơi, em điên tới mức nào rồi. Tống xào cười. Chị cả, em không đi chơi đâu, em tới tiêu cục học võ với gia đại ca. Tống Ngọc nói. Vào đây, chị có lời muốn nói với em. Tống sảo không vui mà nói. Không đâu, em muốn đi chơi với anh hai và người bạn tuần án đại nhân này của anh ấy. Tống Ngọc bực mình, Chị bảo em vào đây, em không nghe thấy hả? Tống xảo bất đắc dĩ đi vào trong, sau đó làm mặt quỷ với mạnh thiên sở. Mạnh thiên sở cười khổ, sau đó đưa Tống Hà đi. Nhóm mạnh thiên sở đi rồi, Tống Ngọc mới quay lại. Tống xảo phát hiện qué mắt của nàng ta có nước mắt, vô cùng kinh ngạc đi vào hỏi. Chị cả, chị sao thế? Tống Ngọc không để ý, ngồi xuống trước sau đó với nói với Tống xảo. Em ngồi xuống đây, chị có chuyện muốn hỏi em tống xảo đây tâm tình tống ngọc bất ổn không dám trêu vào đều là đành ngoan ngoãn ngồi xuống tống ngọc nói lúc nãy ông chủ lý tới tìm ta rồi tống xảo nghe xong liền biến sắc cúi đầu xuống tống ngọc nói nói đi là có chuyện gì tống xảo lắp bắp ông chủ lý chết tiệt xem lúc về em xử lý lão ta thế nào tống ngọc vỗ một cái lên mặt bàn khiến tống xảo giật bắn tống xảo nói chị cả chẳng qua em lấy một mảnh ngọc như ý ở cửa hàng thôi. Tông Ngọc tạnh giọng, em lấy ngọc như ý làm gì? Em thấy, em thấy nó hay hay thôi. Cái đồ khốn kiếp, thấy hay hay sao? Đây là thứ để em nghịch cả. Em biết mảnh ngọc ấy đáng giá bao nhiêu tiền không? Còn không mau nói thật, nếu không chị sẽ kéo em đi gặp quan. Dù sao đứa nào cũng không tiến bộ, không có trí khí, nhắm mắt làm ngơ. Tống xảo nói, chị cả, tại em cả, chị đừng giận em, em đã tặng ngọc đó cho người ta rồi tống ngọc bật từ ghế dậy chị vào tống xảo không thốt nên lợi tống xảo ấm ức mấy hôm trước đã sinh nhật một người bạn của em hắn bảo hắn thích miếng ngọc như ý ở tiệm dù sao em nghĩ chẳng qua chỉ là ngọc như ý thôi mà tống ngọc thở hồn hển nói chẳng qua chỉ là một miếng ngọc như ý sao năm nghìn hai trăm lượng bạc em lại nói nó chỉ là một miếng ngọc như ý à tống xảo nghe xong sợ hãi hỏi chị cả chị đùa có phải không bà em bảo nó chỉ đáng một nghìn lượng thôi tống ngọc tức tới ngã ngồi trên ghế mãi xong mới lẩm bẩm chúng mày muốn làm chị tức chết thì mới cam tâm hả tống xảo đi tới trước mặt tống ngọc rồi nói chị cả em xin lỗi sau này em không làm thế nữa tống ngọc nói lấy Minh ngọc đấy về đây cho chị tống xảo đáp Á, chị cả em đã tặng nó cho người ta rồi sao mà lấy về được tống ngọc ngồi dậy không cần biết tặng cho ai chị cho em ba ngày nếu trong ba ngày mà chị không thấy Ngọc, chị sẽ trừ tiền vào tiền tiêu hàng tháng của em. Cho tới khi đủ năm nghìn lượng mới thôi. Tống xảo đáp. Vậy, vậy phải trừ mất bao nhiêu năm chứ? Đúng lúc mặt Nhi tiến vào, vội hành lễ với Tống xảo. Tống Ngọc nói với mặt Nhi. Người tính cho tam tiểu thư đi. Mỗi tháng, nó có nằm bơi lượng tiểu vặt, cần bao nhiêu năm để tích đủ năm nghìn lượng. mặt Nhi không dám đáp lời. Tống xảo cuống lên rồi nói lớn. Chị cả, Chị nói thật sao? Tống Ngọc ngẩng đầu cười lạnh lùng nhìn Tống Sảo. Em xem có lúc nào chị nói dối không? Tống Sảo nản lòng, hoàn toàn nói. Chị cả, nhưng em thực sự đã tặng mất rồi. Chị bảo em mở miệng thế nào để đòi về đây? Tống Ngọc đã ra ngoài rồi. Mặt Nhi vội đi theo. Tống Sảo nói. Chị, chị tha cho em lần này đi. Em xin chị đấy. Tống Ngọc nói. Chị, chị cho em ba ngày. Chỉ vì một con kỹ nữ mà hai anh em bị bắt đi rồi em, em tự nghĩ cho mình đi. Tống xảo nghe xong mới biết tuần án đại nhân đẹp trai lúc nãy không phải là bạn bè gì mà là người tới bắt anh của mình đi. Lại nghĩ tới chuyện của mình, xem ra lần này chị cả thực sự tức giận muốn lập quy củ với mình rồi. Nghĩ tới đây, Tống xảo đi lại mấy vòng trong đại sảnh, cuối cùng dậm chân đi ra khỏi cửa. Ở phía bên này, Tống Ngọc không nói một lời cứ thế mà đi. Mặt nhì không nhịn được nói. Đại tiểu thư, người bất giận chút tống ngọc thở dài mặt nhi ngươi đi sang nhà chú một chuyến kể lại tình hình với thím có cách nào để quan tuần án giờ cào đánh khẽ thả tống hạ ra không mặt nhi nói vâng đại tiểu thư ta đi ngay đây tống ngọc nói ngoài ra đi điều tra kỹ càng về quan tuần án kia cho ta mặt nhi nói đã sang người đi điều tra rồi ạ à? tống ngọc nói vậy thì nói cho ta nghe mặt nhi đáp trước kia gia cảnh không có tệ sau này suy sụp bèn làm gỗ tác sau đó thành sư gia của huyện nha huyện nhân hòa nghe nói về sau trời dù đất kiến thế nào lại cứu được mạng sống của ái phi hoàng đế hoàng đế vô cùng yêu quý hắn nên đã nhảy từ một sư gia nhỏ bé thành tri phủ vụ hàng châu mặt nhì thấy tông ngọc lộ ra vẻ khinh thường trên mặt sau đó tiếp lời chẳng qua ta nghe đồn người này phá án như thần hơn nữa chính trực lường thiện không sợ quyền thế ngay cả ân sư của tống đại nhân trước đó cũng bại dưới tay của hắn tống đại nhân cũng phải nhận án ba phần. Nếu không sao không làm tri phủ tứ phẩm, lại muốn đi làm quan tứ phẩm tuần án. Nghe nói hắn muốn tử quan, nhưng vạn tuyết ra không cho. Nên mới cho hắn làm một chức quan nhàn. Tống Ngọc đáp, không làm ư. Ừ, lẽ nào còn có người bỏ chức quan béo bở đó? Ai tin đây? Hắn thành thân chưa? Mặt nhìn nói, thành thân rồi, tạm thể tứ tiếp, có bốn đứa con. Tống Ngọc cười lạnh, không nhìn ra được một sư gia nhỏ nhòi mà bản tính như thế. Mặt nhìn nói, mấy phụ nhân của vị tuần án này cũng có già thế lắm. Tông Ngọc coi khinh nói, chẳng qua xuất thân tưởng gỗ tác, một lần bất cẩn cứu được ái phi của hoàng thượng mà thôi. Nhưng nghe xong lời người ta, mà tưởng có gì đó hơn người, có ra thế nhường nào chứ? Phàm những người có ra thế đều không bằng lòng lên một gỗ tác. Hừ. Mặt nhi đáp, đại tiểu thư nói phải, sau đó không nhiều lời thêm nữa. Nhị đoá thực sự đã tới sơn trại nhà họ ân, đừng kiểu phong tiếp đón. Không dừng chân quá lâu, chị vào phòng ân tố tố ngồi một lát, sau đó nhị đoá dọn xong hành lý rồi đi. Lúc nhị đoá đi, có một người luôn đi theo, quan sát, cho tới khi hắn mang hành lý lên xe mới quay đi. Lúc bây giờ, tại sảnh bên trong viện của Hạ Phượng Nghi, Ngọc Minh đang đứng trước mặt Hạ Phượng Nghi. Hạ Phượng Nghi đưa tuyết nhi nằm trong lòng mình cho vú đuôi sau đó bảo bà bế nó đi Xa hiệu cho Ngọc Minh ngồi xuống nói chuyện Đại phu nhân Nội tài đứng nghe người căn dặn là được rồi Hạ Phượng Nghi tán thưởng Người rất biết điều Được rồi, sắp tới trùng thu y lão già là năm nay nhiều chuyện vui Chuẩn bị cho tươm tất một chút Mời vài vị khách tới Lúc đó vất vả cho người rồi Nội tài không có mệt Nhất định dốc sức hoàn thành tốt việc đại phu nhân giao phó Ừ, là thế này Trước đây lúc còn nhịn đoá hắn làm hết các việc phân chia khách, gửi thiệp mời và lễ vật. Nhưng tại bên sơn trại có việc, nên hắn phải sang bên đó một thời gian. Nhìn đoá làm gì cũng tốt, chỉ là... Ây già, không nhắc hắn nữa. Thế này đi, người tranh thủ tới trại tờ lụa Đức Phúc mà chúng ta vẫn đặt, bảo họ mày cho muốn đứa bé mấy bộ quần áo mới. Hơn nữa, lần trước đã thường lượng với lão gia rồi. Tô Tốt và Nhược phàm có thể sẽ vào nhà sau trung thu. Chẳng sau tiết này, người sẽ bận biểu đấy bình ngọc nghe xong trong lòng vui mừng hắn mới tới chưa được mười mấy ngày mà đã được đại phu nhân tin tưởng chẳng những thế còn sai hắn làm nhiều chuyện đến vậy lúc nãy đại phu nhân cũng bảo rồi mấy chuyện này đều là chuyện chị đoá từng làm xem ra nếu lần này bản thân hắn biểu hiện tốt sau này chức khoản gia sẽ về tay mình trong ngày một ngày hai nghĩ tới đây hắn không khỏi lộ ra một nét cười đắc ý đại phu nhân yên tâm đồ tài nhất định làm việc hết sức mình sẽ không làm phu nhân thất vọng ừ ta biết nhưng phụ ta có một quy định đây là hạ nhân và nhà hoàn không được có tư tình Nhị đó bị thiệt thòi là vì vậy người hiểu không hiểu ạ à, hiểu ạ à. nội tài sẽ không làm cái chuyện khiến đại phu nhân thất vọng vậy là tốt người đi làm việc đi có gì không biết thì đi hỏi nhược phàm nàng ấy sắp thành cửu phu nhân trong nhà rồi đấy nội tài hiểu rồi đại phu nhân nội tài đi làm việc đây người đi đi minh ngọc vui vẻ ra cửa rời khỏi viện không nhịn được mà hát một khúc dân ca. Đột nhiên sau lưng có người gọi hắn. Hắn quay lại, chỉ thấy Ngọc Cầm đang trốn ở phía sau giả sơn, vẫy tay với hắn. Hắn vội vàng nhìn bốn phía rảo bước đi đến, lùi ngay Ngọc Cầm vào sau giả sơn, nghiêm túc nói. Có chuyện gì để tối gặp rồi nói không được sao? Ngọc Cầm cười, cho người biết một tin tốt. Ngọc Minh cũng đăng ý nói, ta cũng có tin tốt cho người biết. Ngọc Cầm nghe xong thấy bộ dạng dường dường đăng ý của Ngọc Minh, bèn nói, vậy người nói trước đi, Ngọc Minh đáp, ta vừa đi ra từ chỗ đại phu nhân, từ hôm nay ta sẽ rất bận, đại phu nhân giao cho ta rất nhiều việc để làm. Ngọc Cầm nghe xong vui vẻ hỏi, lẽ nào để người làm quản gia à? Ngọc Minh đáp, cũng không nhanh thế được, nhưng đại phu nhân rất không hài lòng với nhị đoá. Ta thấy ta xử lý tốt mấy chuyện này cho đại phu nhân và lão gia xem xem, sớm muộn gì thì vị trí quản gia cũng đã của ta. Ngọc Cầm nghe chuyện không nhịn được, thầm một cái lên mặt Ngọc Minh. Ngọc Minh không phản ứng lại, hoàng mang nhìn bốn phía rồi nói, Ngươi làm cái gì thế? Ngọc Cầm tưởng Ngọc Minh sẽ vui, anh ngờ hắn lại tức giận, bản thân hơi chua sót Ngọc Minh không đỡ, hạ giọng nói, ngoan, ta không quát nàng. Lúc này đại đại phu nhân nói rằng, hạ nhân và nha hoàn trong phủ không được có tư tình, nếu để người ta nhìn thấy, chẳng phải chúng ta thành công cốc rồi sao? Ngọc Cầm ấm ức nói, nhưng ai cũng biết ta là chị của ngươi, sao có thể nghi ngờ chứ? Ngọc Minh nói, nhưng ban ngày ban mặt vẫn không hay. Được rồi, đừng giận nữa, nói cho ta nghe, nàng có tin gì vui. Ngọc cầm dơ mây hé ra nét cười, thấp giọng nói, nhị đoá đi thật rồi. Ngọc Bình nghe xong bèn hưng phấn hỏi, sao nàng biết? Ngọc cầm đáp, là người thân của sơn trại nhà họ ân tới đón, ta thấy hắn mang theo lễ vật lên xe đi rồi. Ngọc Bình nghe xong, trong mắt ánh lên một tia đắc ý và tham lam, sau đó kéo Ngọc cầm vào trong sơn động của giả sơn, không nói câu nào, bèn ôm lấy nhau. Ngọc cầm hết lòng thuận theo, hai người hôn một lúc, sau đó mới không nỡ mà buông nhau ra. Ngọc cầm tựa vào lòng Ngọc Minh, kẻ thở dốc. Ngọc Minh, chẳng nói xem tới bao giờ chúng ta mới có thể quang bình chính đại ở bên nhau. Ngọc Minh ôm lấy bả vai của Ngọc cầm, ánh mắt ngẩn ngơ. Ngọc cầm thấy hắn không nói gì, bèn ngẩng lên nhìn Ngọc Minh. Ngọc Minh hôn nhanh một cái trên trán Ngọc cầm rồi nói, chỉ cần chúng ta hợp lòng nhau, rồi sẽ có ngày được ở bên nhau, cho ta thời gian có được không? Ngọc Cầm đứng thẳng lên nhìn Ngọc Minh hỏi. Ngọc Minh, có phải chàng có người khác rồi không? Ngọc Minh vội nói. Xem nàng kìa, lại nghĩ lung tung. Chúng ta trải qua nhiều chuyện như vậy. Sao hệ cái gì là nàng lại nghĩ như vậy? Ngọc Cầm ôn chặt lấy eo của Ngọc Minh. Ngọc Minh, chàng đừng bao giờ rời bỏ ta. Ngọc Minh khuyên, sao có thể chứ? Không có nàng cũng không có ta hôm nay. Sao ta có thể bỏ nàng được? Nói xong, lại ôm chặt lấy Ngọc Cầm vào lòng. Dường như không nỡ rời.